Hello, xin chào. Rất vui được gặp lại các bạn trong channel của mình và mình là Gary. Tuần vừa rồi các bạn thế nào? Tuần vừa rồi thì mình đã đi xem bộ phim Tenet đến 2 lần và đến bây giờ mình vẫn rất còn là nhức não vì không hiểu các tình tiết trong phim như thế nào. Nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn một chút với một bức tranh thư giãn bằng bút sáp dầu nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Mình đã chuẩn bị một tờ giấy với dán băng keo viền bốn xung quanh. Mình cũng chuẩn bị một miếng băng keo hình tròn như thế này. Và mình sẽ dán ở đây. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu đen để tô một lớp khoảng 3cm ở phía bên trên như thế này nhé các bạn. Mình sẽ tô viền một xuống một chút như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu violet để tô một lớp khoảng 4cm ở dưới. Rồi. Và dưới này sẽ là một lớp màu tím. Mình chừa trắng ở phần bên dưới khoảng 3cm. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ tô ngay bây giờ đây. Mình sẽ tô xung quanh hình tròn bằng màu tím này luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng màu đen để vẽ một đường lượn sóng ở đây. Và sẽ tô toàn bộ phần dưới này cũng màu đen luôn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ sử dụng khăn giấy để đánh các màu vào với nhau. Mình sẽ đánh màu đen ở bên trên trước. Tiếp theo là lớp màu violet. Các bạn hãy cố gắng đánh thật đều để các màu trộn vào với nhau, không bị tách lớp. Lớp màu tím ở đây. Mình đánh mỏi hết cả tay đấy các bạn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một miếng khăn giấy khác để đánh phần màu đen ở phía dưới như thế này. Các bạn cố gắng đừng để màu đen nó lem lên bên trên nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ bóc cái lớp băng keo này ra và chúng ta đã có được một hình tròn màu trắng rất là đẹp. Mình sử dụng bút chì 9B để vẽ đường viền chỗ này và đây thì mình sẽ vẽ một cái cây. Các bạn có vẻ hơi khó nhìn đúng không nào? Chúng ta sẽ vẽ một cái cây với những cành cây khẳng khiu ở đây. Rồi, sau khi đã vẽ phác xong thì mình sẽ tiến hành tô những cành cây này bằng bút chì. Các bạn cứ tô như vậy thật là đậm. Ở đây. Rồi, cành cây ở đây. Và mình sẽ tô thân cây. Sau đó thì mình sẽ vẽ lớp cỏ ở phía dưới như thế này bằng những cái đường thẳng ra. Chỗ này thì mình sẽ vẽ một cái xích đu rất là đơn giản. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng màu nước bằng màu trắng để chấm chấm những ngôi sao cho bức tranh của chúng ta. Mình đã giảm độ sáng một chút của video để các bạn trông thấy nó rõ hơn. Rồi các bạn chấm thật đều, nhớ là đừng có chấm xuống phần màu đen ở dưới nhé các bạn. Chỗ này thì mình sẽ vẽ một ngôi sao sáng lấp lánh. Ngôi sao của chúng ta có 6 cánh. Ở đây một ngôi to. Ngôi sao to. Và bên này sẽ là một ngôi sao nhỏ hơn. Rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ bóc lớp băng keo này ra. Và bức tranh của chúng ta đã hoàn thành.
Các bạn thấy có tuyệt vời không nào? Và đây là tác phẩm của chúng ta. Các bạn thấy có đẹp không nào? Ở đây mình đã sửa thêm một chút, mình vẽ một cô gái ở đây và vẽ thêm lá cây cho chiếc cây của chúng ta đỡ đơn điệu. Các bạn có thích bức tranh của mình không? Hãy để lại comment cho mình biết nha. Đừng quên like, share và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt.